những hình ảnh mà các bạn đang xem được mình chụp và blend màu bằng bộ preset phim của mình. Và mình sẽ show cho bạn xem luôn cái cách mà mình sử dụng bộ preset này trên phần mềm Lightroom Mobile nhé. Rồi đây là những tấm ảnh mà mình đã chụp được. Thì màu sắc là màu sắc gốc luôn. Thì bây giờ mình sẽ thử blend màu trên ảnh này trước nhé. Đầu tiên mình sẽ chọn đây, mình chọn vào phần preset. Thì đây là bộ preset phim mà mình đã add vào trước rồi. Đây mình sẽ test một số màu này. Đây này, màu 2 này, màu 3 này, đấy. Có nhiều màu rất là đẹp. Và cái bộ này có tổng cộng là 20 preset cơ. Rồi bây giờ mình sẽ kéo lên trên và mình chọn cái màu số 1 này đi. Rồi mình bật một dấu tích ở dưới, ok. Thì mình khá thích cái màu này vì nó hợp với cái màu cà phê ấy. Tuy nhiên là nó hơi tối. Thì bây giờ ở cái phần light này, các bạn sẽ tăng cái exposure lên một chút. Và mình sẽ tăng thêm cả shadow nữa. Rồi bây giờ mình thấy cái màu này nó khá là ổn rồi. Thì bây giờ nhá, mình sẽ copy cái setting mà mình đã tinh chỉnh cái ánh sáng rồi ấy. Đấy, để mình paste sang các ảnh khác. Các bạn copy setting, các bạn bấm vào dấu tích này. Rồi bây giờ mình sẽ sang thử các ảnh khác nhá. Đây mình chọn ở đây, mình chọn là paste setting. Màu sắc khá ổn đúng không? Bây giờ mình sẽ sang tiếp cái ảnh này. Mình paste vào. À, thì khi bạn thấy là khi mà paste cái màu này vào ảnh đồ ăn thì nó hơi bị nhạt. Thì bây giờ mình sẽ đẩy exposure xuống. Hoặc là mình sẽ chọn thêm một cái preset khác như cái màu này chẳng hạn. Thì cái đồ ăn nhìn nó tươi hơn. Đó, sau các bạn sẽ vào phần color, các bạn tăng màu sắc lên một chút. Phần light các bạn cho sáng lên một chút là được. Đấy, rất là ok đúng không? Sang cái ảnh này, mình sẽ tiếp tục paste cái setting vào. Xem có hợp không, nếu không hợp thì mình sẽ chỉnh tiếp. Rồi ảnh này mình thấy nó hơi sáng này, nên mình sẽ chỉnh cái exposure về một chút này. Đấy, nhìn rất là đẹp đúng không? Này mình sẽ paste vào. Mình cũng giảm exposure đi một chút. Đấy, tầm này là đẹp rồi. Đấy, mình sẽ paste tiếp vào ảnh này nhé. Đấy các bạn thấy không, màu rất là đẹp luôn. Những màu ảnh này mà up lên Insta thì rất là tuyệt vời. Và để mua bộ preset này thì các bạn truy cập cho mình vào website tên là presetemo.com. Và các bạn bấm vào cái dấu ba gạch này. Các bạn chọn cho mình là Premium Preset. Bấm vào. Và các bạn lướt xuống tìm cái bộ preset phim nhé. Rồi ok. Thì vào trong này các bạn sẽ xem cái video hướng dẫn sử dụng và những cái màu mà mình đã demo ở đây. Thì cái bộ preset này mình dùng được cho cả Lightroom Mobile và Lightroom trên máy tính nhé các bạn nhé. Nếu có gì chưa hiểu thì các bạn cứ inbox cho mình để mình hỗ trợ nhé. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.